Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dấu Tích Lịch Sử. Quý vị thân mến, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ở Sài Gòn không ai là không biết đến câu ví von Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường, Tứ Hòa. Đó chính là tứ đại phú hào giàu có nhất Sài Gòn nói riêng và lục tỉnh Nam Kỳ nói chung. Đứng đầu trong tứ đại phú hào giàu nhất Sài Gòn xưa là Nhất Sĩ, tức ông Huyện Sĩ, ông ngoại của Nam Phương Hoàng hậu. Thậm chí sau này, ông còn cho cháu ngoại của Hồi Môn lên tới 20.000 lượng vàng khi về làm vợ của vua Bảo Đại. Đến nay, những giai thoại về ông Huyện Sĩ vẫn còn lưu truyền, không chỉ về sự giàu có mà xoay quanh ngôi mộ của ông cũng khiến hậu thế tò mò. Nhiều người còn kể rằng, ngôi mộ của ông Huyện Sĩ có rất nhiều điều tâm linh bí ẩn chưa được giải thích thỏa đáng. Vậy, hiện mộ của ông ngoại Nam Phương Hoàng hậu ở đâu? Có những bí mật gì xoay quanh ngôi mộ này chưa được tiết lộ? Tất cả, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Quý vị thân mến, hiện nay những giai thoại về ông Huyện Sĩ vẫn được lưu danh cùng với công trình chứng minh cho khối tài sản khổng lồ của mình là nhà thờ Huyện Sĩ. Ông có tên thật là Lê Nhất Sĩ, sinh năm 1841 tại Cầu Kho, Sài Gòn, nhưng quê quán ở Tân An, Long An, trong một gia đình theo Công giáo. Thuở nhỏ, ông mang tên thánh là Philippe. Huyện Sĩ được các tu sĩ người Pháp đưa sang du học ở Penang, Malaysia. Ở đây, ông Sĩ được học các ngôn ngữ như tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Hán và tiếng Quốc ngữ. Do tên của ông trùng tên với một người thầy dạy, nên người thầy đã đổi tên Sĩ thành tên Phát Đạt. Khi về nước, ông Lê Phát Đạt được chính phủ Nam Kỳ bổ dụng làm thông ngôn, rồi từ năm 1880 thi làm ủy viên hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Mặc dù đã đổi tên, nhưng bà con lối xóm vẫn gọi ông bằng cái tên cúng cơm là Sĩ. Cũng bởi vậy, cái tên Huyện Sĩ Lê Phát Đạt đã gắn bó với số phận của ông. Mặc dù xuất thân trong một gia đình không quá giàu có, nhưng đến đời của Lê Phát Đạt thì ông đã nhanh chóng trở thành người giàu có bậc nhất Sài Gòn. Theo học giả Vương Hồng Sền, trong cuốn sách Sài Gòn năm xưa thì việc phất lên nhanh chóng của ông Lê Phát Đạt có không ít yếu tố may mắn. Tương truyền buổi đầu Tây mới qua, dân cư tản mát, Pháp phát mãi ruộng đất vô thừa nhận, giá bán rất rẻ mạt mà vẫn không có người đấu giá. Bấy giờ những chủ cũ đều đồng hè bỏ đất, không nhìn nhận vì nhận e nỗi quan và triều đình Huế khép tội theo Pháp, và lại cũng ước ao một ngày kia Tây bại trận rút lui. Chừng đó ai về chỗ nấy, hấp tấp làm chi cho mang tội. Không dè bởi đất không ai nhìn, nên Pháp lập hội đồng thành phố, ủy ban điền thổ rồi đưa nhau đi khám xét từng vùng. Đến chỗ nào địa thế tốt thì những ủy viên bản xứ nhận là của mình. Uy một tiếng. Đến chỗ nào nè địa thì lắc đầu, tiếp theo nói nông cũng một tiếng. Trung quy chỉ học hai tiếng uy, nông mà có ông Lê Phát Đạt, nghiệp truyền tử lưu tôn. Trận bão năm Giáp Thìn, tức năm 1904, đất Gò Công bỏ hoang vô số kể. Ai đủ can đảm chịu ra đặt đóng thuế thì làm chủ chính thức, mà có ai thèm đâu. Thế rồi, nài ép Lê Phát Đạt, ông bắt đắc dĩ phải chạy bạc mua liều. Nào ngờ vận đỏ, ruộng trúng mùa liên tiếp mấy năm liền, ông trở nên giàu có nhanh chóng. Mặc dù giàu có như vậy, nhưng trong nhà ông Lê Phát Đạt có treo câu đối dạy đời. Cần giữ kiệm, trị gia thượng sách, nhẫn nhi hòa, xử thế lương đồ. Bên cạnh đó, cũng có những lời đồn rằng ngôi nhà lầu đồ sộ của Huyện Sĩ tại Tân An, nằm gần ngã ba sông Tân An và Bảo Định, đã được cất trên thế đất Hàm Rồng, nên gia đình ông trở nên giàu có, danh vọng bậc nhất thời đó. Có một số ví dụ để mô tả sự giàu có của ông Huyện Sĩ. Ngày nay, nếu đi bằng xe máy từ nhà thờ Huyện Sĩ đến nhà thờ Hạnh Thông Tây phải mất gần một tiếng, đủ thấy vùng đất của Huyện Sĩ mênh mông chừng nào. Không chỉ có thế, các con của Huyện Sĩ như bà Lê Thị Bính, mẹ của Nam Phương Hoàng hậu, Lê Phát Thanh, Lê Phát Vĩnh, Lê Phát Tân đều là những đại điền chủ có rất nhiều đất đai ở Tân An, Đức Hòa, Đức Huệ và Đồng Tháp Mười. Riêng trưởng nam của Huyện Sĩ là Lê Phát An được vua Bảo Đại phong tước An Định Vương. Ông Lê Phát An là người duy nhất trong lịch sử Nam Kỳ thuộc hàng dân dã, không là hoàng thân quốc thích, được lên ngôi vị cao quý nhất của triều đình. Mức độ giàu có của gia đình Huyện Sĩ còn được đồn thổi là lớn hơn rất nhiều lần so với vua Bảo Đại. Vậy nên mới có câu chuyện là vào năm 1934, nhân dịp gả cô cháu gái Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng hậu, về Huế làm hoàng hậu, Lê Phát An đã ban tặng cho Nguyễn Hữu Thị Lan 1 triệu đồng tiền mặt để làm của hồi môn.
nếu quy đổi thì 1 triệu đồng lúc bấy giờ có giá vàng khoảng 50 đồng trên một lượng. Vậy nên món quà này tương đương 20.000 lượng vàng. Gia đình Nguyễn Hữu Hào, cha của Nam Phương Hoàng hậu, rể của huyện sĩ cũng giàu có hơn vua Bảo Đại. Trong đời làm vua của mình, vị hoàng đế thích ăn chơi Bảo Đại thường dùng tiền của vợ nhiều hơn của hoàng gia. Sự giàu có của huyện sĩ Lê Phát Đạt cho đến nay vẫn còn thể hiện một cách rõ nét qua các công trình xây dựng. Một trong số đó chính là nhà thờ huyện sĩ. Ngôi nhà thờ này đã được ông huyện sĩ hiến đất và rút 1/7 gia tài để xây dựng. Tính theo thời giá lúc bấy giờ là khoảng trên 30.000 đồng bạc Đông Dương. Nhà thờ được khởi công xây dựng vào năm 1902 theo thiết kế của Linh Mục Butler. Đến năm 1905 thì nhà thờ được khánh thành. Nhà thờ tọa lạc trên một khu đất cao và rộng hơn một mẫu, nằm ở góc đường Freluri, nay là đường Nguyễn Trãi, và đường Freglulero, nay là đường Tôn Thất Tùng. Ban đầu nhà thờ có tên là nhà thờ Chợ Đũi, do thuộc họ đạo Chợ Đũi. Mặt khác, do Thánh Philippe Tông Đồ là bổn mạng của huyện sĩ nên còn được gọi là nhà thờ Thánh Philippe. Tuy vậy, dân gian vẫn gọi nhà thờ huyện sĩ và sau đó dần trở thành tên chính thức của nhà thờ này. Nhà thờ huyện sĩ dùng đá granite Biên Hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện theo phong cách kiến trúc Gothic. Chính điện nhà thờ có vòm chịu lực dạng cung nhọn, tường có nhiều cửa sổ dạng vòm đỉnh nhọn và được trang trí bằng lớp kính màu ghép hình mua từ Ý. Bên trong các gian tường có nhiều tượng thánh. Trên vòm cửa chính có tượng thánh Philippe, bổn mạng nhà thờ bằng đá cẩm thạch, đứng cầm cây thánh giá phục sinh. Ngọn tháp chuông chính cao 57m, kể cả chiều cao thánh giá và con gà trống Gorlue. Bên trong tháp có 4 quả chuông được đặt đúc tại Pháp năm 1905. Hai quả lớn có đường kính là 1,05m do con trai và con dâu huyện sĩ là ông Gra Bautista Lê Phát Thành và bà Anna Đỗ Thị Thao tặng. Hai quả chuông nhỏ đường kính là 0,95m, không ghi tên người tặng, có lẽ là của ông bà huyện sĩ đặt đúc cùng năm. Nhà thờ huyện sĩ được đánh giá là có khuôn viên rộng rãi khoáng đáng nhất ở Sài Gòn. Phía trước nhà thờ có tượng đài Thánh Tử Đạo Việt Nam là Mártire Lê Văn Gấm. Gần cổng chính còn có đài Thiên Thần Hộ Thủ và tượng đài Thánh Giê-xu. Bên trái khuôn viên là núi Đức Mẹ Lộ Đức, được xây dựng năm 1960 để kính Đức Mẹ Lộ Đức. Hàng năm cứ vào ngày 11 tháng 2 dương lịch, các linh mục chính xứ Chợ Đũi có thói quen cử hành thánh lễ tại núi này để cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân. Phía bên phải khuôn viên nhà thờ là đồi Canve, có tượng chuộc tội rất lớn được xây dựng vào năm 1974 dưới thời linh mục Gra Bautista Dương Hoàng Thanh. Nhà thờ có chiều dài 40m, chia làm 4 gian, rộng 18m. Thiết kế ban đầu của nhà thờ huyện sĩ gồm 5 gian, tức khoảng 50m. Nhưng thời gian đó, nhà thờ tạm Chí Hòa bị hư hại trầm trọng. Vì vậy, giới chức trong họ đạo Chợ Đũi đã xin cắt bớt một gian, dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chí Hòa. Ông huyện sĩ qua đời năm 1900, khi nhà thờ chưa xây dựng xong. Về sau, khi vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài mất vào năm 1920, người ta mới đưa hai ông bà chôn ở gian trái sau cung thánh của nhà thờ này. Gian trái bên trái là tượng bán thân ông huyện sĩ bằng thạch cao gắn cột đầu. Phía sau là phần mộ bằng đá cẩm thạch được trang trí hoa văn. Trên mộ là tượng toàn thân của ông huyện sĩ kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo. Đầu chít khăn đóng quay về cung thánh nhà thờ. Mình mặc áo dài gấm hoa văn tinh xảo, hai tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày. Đối diện bên phải là tượng vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài với tóc búi cũng dựa trên hai chiếc gối, hai tay đan trước ngực, mặc áo dài gấm, chân mang hải. Phía trong cùng còn có tượng bán thân của con trai và con dâu ông bà là Gioa Bautista Lê Phát Thành và Anna Đỗ Thị Thao. Cho đến nay, công trình này vẫn được xem là một điểm đến thu hút khách du lịch muốn tìm hiểu về cuộc đời đại gia giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa. Ngoài lăng mộ của ông ngoại Nam Phương Hoàng hậu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lăng mộ bằng đá của cha Nam Phương Hoàng hậu ở Đà Lạt. Cụm lăng mộ vợ chồng quận công Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại, mang một vẻ đẹp trầm mặc cuốn hút dẫu đã bị bỏ quên nhiều năm trong hoang tàn. Khu lăng mộ tọa lạc tại ngọn đồi thông tuyệt đẹp ở phía tây nam thành phố Đà Lạt, chỉ cách di tích thắng cảnh thác Cam Ly khoảng 200m. Lăng Nguyễn Hữu Hào là nơi chôn cất và thờ ông Nguyễn Hữu Hào,
thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại, và vợ ông, bà Lê Thị Bình. Khu lăng mộ tọa lạc tại ngọn đồi ở phía tây nam thành phố Đà Lạt và nằm trong quần thể di tích thắng cảnh Thác Cam Ly thuộc địa giới hành chính phường 4, phường 5 thành phố Đà Lạt, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận vào năm 1998. Theo một số tài liệu lịch sử, ông Nguyễn Hữu Hào vốn là một đại điền chủ giàu có, quê quán tại Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông kết hôn với bà Lê Thị Bình, con gái ông huyện sĩ Lê Phát Đạt, một trong những người giàu có nhất Việt Nam thời bấy giờ. Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái ông bà, nên duyên với Hoàng đế Bảo Đại và được tấn phong làm Nam Phương Hoàng hậu. Bà đã đưa cha lên sinh sống ở Đà Lạt. Những ngày cuối đời, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hào chỉ sống ở Đà Lạt mà rất ít khi trở về quê hương Gò Công. Khi bắt đầu lâm bệnh nặng và biết sẽ khó qua khỏi, ông có nguyện vọng sau khi qua đời sẽ được chôn cất tại Đà Lạt. Nam Phương Hoàng hậu đã cho xây dựng lăng mộ cho ông vào cuối năm 1939. Khu lăng mộ được xây dựng bề thế, uy nghi trên ngọn đồi rộng khoảng 4 hecta. Hiện nay, lăng mộ nằm trong khu vực quần thể di tích thắng cảnh Thác Cam Ly, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao quyền quản lý cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt, gọi tắt là TSC. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chỉ có Thác Cam Ly được khai thác sử dụng, bán vé đón khách tham quan, còn khu lăng mộ chưa được đưa vào trùng tu khai thác theo hướng du lịch. Cũng chính vì thế mà khu lăng mộ vốn ẩn mình giữa khu đồi thông càng trở nên trầm mặc. Không nhiều du khách biết đến sự tồn tại của khu lăng mộ. Theo ghi nhận, qua 83 năm, khu lăng mộ có dấu hiệu xuống cấp, một số chi tiết quanh phần mái, bậc thang, lan can bị sứt mẻ. Tuy nhiên, do được xây dựng bằng các vật liệu tốt, về cơ bản vị trí khu lăng chính vẫn còn rất vững chãi. Các kiến trúc xây dựng lăng mộ chưa bị tàn phá nghiêm trọng bởi thời gian. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khi giao quyền quản lý cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Sài Gòn, mọi hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng hay vận hành sửa chữa do đơn vị này thực hiện. Tuy nhiên, do việc khai thác cả quần thể thắng cảnh Thác Cam Ly đến nay không đạt hiệu quả cao, nên đơn vị quản lý trực tiếp không có kinh phí để tiến hành đầu tư sửa chữa, chỉ tiến hành dọn dẹp, cắt cỏ, làm sạch mái ngói để khu lăng mộ bớt tùm xuống cấp nhanh hơn. Video ngày hôm nay của Dấu tích lịch sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý vị khán thính giả thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.